này. Wow. Cái này là không phải là cua hoàng đế mà là cua hoàng tử. Hello mọi người. Cảm ơn mọi người đã quay lại với channel Lê Lết Đất Mỹ. Hôm nay nhóm tụi mình sẽ đi câu cá ở ngoài biển. Chị Tiên đang chuẩn bị một cái xe đầy đồ nghề luôn. Từ apartment của tụi mình mà đi ra biển thì chắc tầm đi ra cái chỗ mà câu cá thì chắc tầm 15 phút đi highway. Đây là cái khu nhà của tụi mình ở, nên là mình sẽ quay một vòng cho mọi người coi cái khu apartment này. Ở Mỹ khi mà mình đi câu cá hay là bắt ốc, bắt tôm hay là bắt nghêu, bắt cua là tụi mình đều phải có bằng hết nha mọi người. Bằng thì mình không phải thi mà mình chỉ cần đi mua thôi. Đi ra cái chỗ người ta bán rồi mình mua thôi. Nhưng mà về luật thì mình phải tự lên mạng để tự tìm hiểu về luật câu cá và bắt ốc, bắt cua để mà làm theo. Ồ trời, hôm nay âm u quá ha. Âm u đỏ đen. Đỏ đen. Đỏ đen. Mà gió cho nên là không biết là có được con cá nào không đây. Mọi người cũng xem nhé. Tình hình Covid ở thành phố của mình đang sống thì không quá nặng như các thành phố lớn khác. Nhóm mình cũng đã nghỉ làm và ở nhà trước cả khi có lệnh khuyên là nên ở nhà từ ban luôn. Đến nay thì cũng được 1 tháng rưỡi ở nhà ăn và ngủ rồi. Tuần này thì Texas bắt đầu cho mở cửa lại giai đoạn 1. Nhà hàng nè, shopping mall được cho phép mở lại nhưng không được quá 25% khả năng chứa khách hàng của họ. Còn gym hoặc bar, salon như tóc và nail là vẫn chưa được mở lại. Khi mình đi ra ngoài thì mình vẫn phải giữ khoảng cách với nhau tầm 2 mét và không được tụ tập quá 10 người trở lên. Giờ tụi mình sẽ vô đây mua mồi xong rồi mới ra cái cầu để câu cá. Đang đợi người ta bỏ cái mồi. Kìa, Tùng nói chuyện kìa. Đây là nội quy của cái chỗ câu cá. Ở cái chỗ này thì khi mà mình vô câu là mỗi người phải trả 2 đô. Với lại mỗi người chỉ được mang 3 cần câu thôi. Nhớ mình đã tìm thấy được một cái khu vực phía bên tay phải khá là vắng người, không có đông người đó, cho nên tụi mình sẽ đi thẳng tới đó để câu cá ở khu vực đó. Nhìn tướng quan cần là thấy thiếu chuyên nghiệp rồi đó. Đó đúng không trời? thấy nó giật rồi đó, nhẹ nhẹ thôi, em đừng giật mạnh quá. Đó, anh thấy nó giật anh không biết, được không? Được không? Không hả? Ủa Tiên, mấy cái trụ vàng vàng ở ngoài đó là gì vậy Tiên? Phải không? Là sao? Là cái chỗ đó là chữ xăng để tàu vô đổ hả? Ồ. Nhưng mà xăng đó là từ trong đất liền mình để ra ngoài đó đổ, ngoài đó chữ thôi đúng không? Ờ, dạ. Ý em mà nó không phải là cái mỏ á, để. Chỗ nào? Cái ở giữa hả? Là mình chỉ mới ra thôi, chưa câu được con cá nào nhưng mà phải ăn trước đây. Đây là gì đây? Cái gì vậy? Bánh bao. Đây bánh bao nhà làm, đúng không? Đang ở bàn cao sẽ sử dụng bánh bao. Đây là bánh cuốn, chưa có nhà làm luôn. Ở bên này nó toàn là nhà làm thôi chứ không được, chứ ở Việt Nam bóc ra đồ cá là đồ ăn ngập ngập ha. Đây là hộp công nghệ của chị Tiên. Đến ngày sau bị xếp hết. Đây luôn nào. Nãy giờ câu mất mồi quá cho nên đổi lưỡi nhỏ lại. Đây cái lưỡi nãy rồi đúng không? Dính. Cá bự dữ Tiên. Để em đưa tay vô. Cá này phải thả thôi, nhỏ quá. We keep losing bait. So cá nhỏ nhiều quá thả xuống đó, nó toàn là mất mồi không à, không có câu được cá. Ở đây lâu quá rồi cho nên là tôi quyết định đi qua một cái chỗ khác để câu thử coi có cá không. Cái chỗ này nó có cái nước để cho mình làm cá tại chỗ là mọi người, nếu mà mình bắt được cá là mình có thể làm ngay đây luôn, có nước để cho mình rửa luôn. Mà rất tiếc là mình không bắt được con nào. Ở đây nhiều cá con quá. Nhà mình quay nè, mọi người sẽ thấy được quá trời cá con luôn nè. Có thấy không? Rất là nhiều cá con luôn. Bỏ mồi xuống là đống này nó rỉ hết mồi là xong luôn rồi, không câu được con cá nào hết. Cái chỗ câu này là public thôi mọi người, là chỗ công cộng thôi, không có phải trả tiền luôn như là cái chỗ vừa nãy. Bây giờ tụi mình sẽ thử câu cá ở đây coi có nhìn được con cá nào không. Tụi mình cũng có mang theo đồ bắt cua nữa, có mang theo đuôi gà bỏ vô. Bị gì vậy trời? Trong lần, trong cái lần. Trời quăng hay quá. Nó bị dướng rồi, em giật nhẹ thôi rồi đi. Okay. Rồi lại gỡ đi. Khổ. Nó chuyên nghiệp quá nên nó vậy á. Ở chỗ này cũng có nhiều người câu lắm, bạn ở phía bên kia cũng có nhiều người đang câu cá. Còn hai ca có một bạn ở đây là đang bắt cua, thấy mọi người thấy mấy cái thùng, phải là thùng, mấy cái chai nhựa nó nổi lên đó, là họ cột cái lưới câu cua bắt cua ở trong cái đó, xong rồi lát nữa họ sẽ tới từng cái chai đó, họ kéo cái lưới lên. Rồi cao đi ra thả cái lưới cua đó. Rồi, thả cái này xuống. bên kia mấy bạn thấy mình quay có cái anh điền sao đó, anh cũng có cái giống mình, anh thả xuống mà bây giờ anh kéo lên, nó có con cua ở trong đó à. Con cua trong đó mà mình không có lại mình quay được của người ta cho nên mình không có quay người ta. Dính ông mà giật cái ghê vậy. Oh yeah. Ở đây cá này không à, cá nhỏ này không à. À. Dính một con cua nè mà tí xíu à. Cua con. Thả chứ. Không được sai là không được bắt. À, để quay đã. Này hình như cua là phải 5 inch chứ sao? Ủa có cái gì vậy? Có cái con gì giống như con sướng á. Con sướng ha. Không biết phải. Nhìn ồ nó đó. Kìa em thấy cái vân luôn kìa. Hiện tại thì tụi mình đi ra tới thẳng ngoài biển luôn. Ra thẳng ngoài biển luôn. Ở đây có cái người ta đắp một giống đắp đá đi thẳng ra ngoài biển. Đây là cái cửa biển đi vô trong vịnh. Ở đây đó, đi vô phía trong đó là vịnh. Thì ở đây người ta cho mình câu cá ngoài này. Quá trời rùa luôn. Mà hôm nay nước ở đây nó hơi đục, chắc đi xích ra ngoài kia nó trong hơn á Tục. Mọi người thấy rùa không? Đó, rùa nè đó. Yeah. Rồi ok. Nhìn cái dây chưa? Yeah. Đó. Hay quá. Cá này thì không có bị giới hạn size, không có bị giới hạn kích thước, bao nhiêu cũng được, nhưng mà mỗi người không được quá 100 pounds một ngày. 100 pounds là tầm nhiêu ký hả? 50 ký. 4 mấy ký, tầm 4 mấy ký. Ok. Tiên tháo ra đây Tiên. Dính không? Có hai con cua à, mà cua nhỏ à. Có cua bên phải là bự ok nè, nhưng mà có con nhỏ không, mà mình cứ để như vậy mình dụ mấy con kia vô phải không, mình cứ để đó, mình thả xuống nữa mình dụ mấy cái con kia vô. Dính nữa hả? Cho dính được kìa, cho em đang sát cá vậy ta. Hay quá. Cá này mà là về chiên xù ha, chấm nước mắm là hết sảy luôn. How are you doing? Good. Hiện tại thì mọi người vẫn đang tiếp tục câu cá. Mình sẽ dắt mọi người đi ra ngoài tận cái mũi cầu ở đằng đó để cho mọi người coi nó như thế nào ha. Tại vì mình cũng thấy là một số người đang câu cá ngoài đó mà mình không biết họ có câu được không. Hôm nay gió hơi lớn, sóng hơi mạnh cho nên là có thể là cũng hơi khó câu. Cho nên nhóm mình mới chọn là câu xích ở trong phía này cho nên nước nó êm hơn, để cho nước nó êm hơn, dễ câu hơn. Thì mọi người vẫn đang tiếp tục câu, còn mình sẽ dắt mọi người đi câu ở cạnh. Hai bên cái cầu này thì người ta đắp đá nè. Chỗ này rêu mọc lên trên đá luôn, nhìn xanh. Đang luôn mọi người. Ồ, quá trời luôn, rất là nhiều. Hy vọng là mọi người thấy được, tại nước nó cũng không có, hôm nay nước nó cũng hơi đục. Wow. cua nhỏ quá, thả xuống anh Tùng đi về luôn đi. Sao câu cá tới đâu rồi chị Tiên? Bạn trôi đầy thùng luôn hả? Một người đầy thùng, một người thất thu là sao? Này chắc được 2 con quá. Chỉ được 4 con thôi. Mỗi khi tụi mình câu là rất là nhiều luôn, mấy chục con luôn. Hôm nay ít quá, này được 4 con thôi. Cua cũng không thấy luôn, cua toàn là cua nhỏ không rồi, cho nên là tụi mình phải bỏ lại. Được có 1-2 con cua mà tí xíu rồi, cho nên King Crab đi. Phải không? Phải King Crab không? Cái này là không phải là cua hoàng đế mà là cua hoàng tử. Cua hoàng tử. Thả đi. Nó cắn hả? Về. Thôi câu không có cá thì cái này cũng được bữa tối. Bữa tối cho một mình cao thôi chứ. Cái đám này là không đủ rồi. Mặc dù nhóm mình hôm nay không có thu hoạch được nhiều cá với lại cua để cho mọi người xem, mình cũng hơi tiếc. Nhưng mà cũng được một bữa đi ra ngoài thì rất là thoải mái. Nếu mọi người thấy video của nhóm mình vui thì mọi người hãy ủng hộ nhóm mình bằng cách like và comment video. Mọi người nhớ subscribe để đón xem những video kế tiếp nha. Cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong vlog kế tiếp.